Thưa quý vị, trong trận bão Yagi vừa qua, ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh Yên Bái đã bị ảnh hưởng nặng nề với hai giáo viên và 8 học sinh bị thiệt mạng. Hơn 100 trường học cũng đã bị ngập lụt và sạt lở, thiệt hại về cơ sở vật chất cũng như thiết bị dạy học ước tính là hàng trăm tỷ đồng. Vâng, để chia sẻ những khó khăn đối với người dân thì Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng đã ban hành nghị quyết về việc hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn của tỉnh Yên Bái cho năm học 2024-2025 vâng ạ và có thể nói là cái chính sách này thì cũng đã giúp cho uh, giáo dục của tỉnh yên bái không chỉ giảm bớt cái gánh nặng về tài chính mà còn giúp cho các bậc phụ huynh vơi bớt những khó khăn và có thêm điều kiện để có thể tái thiết cuộc sống sau bão lũ mà còn là động lực để cho các em học sinh vững tin trên con đường học tập khẳng định sự nỗ lực của tỉnh yên bái trong việc đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội học tập và bất kể hoàn cảnh khó khăn sau thiên tai hơn một tháng kể từ khi hoàn lưu của cơn bão yagi đi qua lũ đã rút nhưng dấu tích của ngập lụt vẫn còn in hẳn trên tường lớp học của trường mầm non Việt Thành, huyện Trấn Yên, nơi rốn lũ yên bái. Cũng đã huy động mọi nguồn lực ở trong huyện và các trường bạn nữa cũng đến hỗ trợ và vệ sinh trường lớp. Thì sau một tuần thì trường lớp đã trở lại bình thường. Mặc dù nằm trên địa thế cao, chỉ bị sạt lở nhẹ, không gây thiệt hại về tài sản. Xong tại trường trung học cơ sở báo đáp có tới 255 trên 343 gia đình học sinh bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Mất nhà, mất mùa, mất sách vở, đồ dùng học tập, học sinh dù đã đi học trở lại nhưng cũng còn đầy nỗi lo. Số tiền học phí của 2024-2025 này được uh, miễn phí thì uh, em phải có bảo phụ huynh, bố mẹ em thì là mình cảm thấy rất là vui mừng ạ bởi vì uh, sau đợi bão lũ vừa rồi thì thế kinh tế rất khá là nặng nên là À, số tiền này đã đỡ đần được khá, khá phần nào về thiệt hại cho gia đình em, à, có thể là vì à, lương thực có thể là vì số tiền sách vở mà em trang trải. À, chúng tôi cũng rất là cố gắng để có thể là huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài để giúp cho các em có thêm à, quyển sách mới, có thêm chiếc bút mới, có thêm chiếc ba lô hay là những bộ quần áo mới để các em có thể yên tâm đến lớp. Thấu hiểu những khó khăn đó. 100% đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh yên bái đã thống nhất thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập năm học 2024-2025. Cụ thể mức hỗ trợ 100% với khoảng hơn 22.000 học sinh, học viên với tổng số tiền là hơn 48 tỷ đồng được trích từ ngân sách địa phương. Ờ, với cái quyết định về cái hỗ trợ cái học phí thì làm cái Chúng tôi cho rằng là đây là một cái chính sách hết sức là nhân văn và cần thiết trong cái điều kiện hiện nay của chúng ta. Nghị quyết về miễn học phí cho học sinh trên địa bàn tỉnh trong năm học 2024-2025 không chỉ giải quyết phần nào những khó khăn của các gia đình học sinh mà còn có ý nghĩa rất lớn trong việc huy động học sinh ra lớp, duy trì tỷ lệ chuyên cần sau bão lũ. Trước đó, sau khi đánh giá những ảnh hưởng nặng nề do cơn bão Zagi gây ra, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã khẩn trương đề nghị với các địa phương căn cứ về mức độ thiệt hại của người dân, có thể là xem xét hỗ trợ cho học sinh, đặc biệt là những em ở những vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, cùng với đó là đề nghị các trường đại học của chúng ta ưu tiên bố trí nguồn lực để miễn giảm học phí và có được những chính sách hỗ trợ tài chính sao cho phù hợp với từng sinh viên hướng dẫn các sinh viên vay vốn khắc phục khó khăn xa bảo ở chính sách này đã nhanh chóng được các địa phương bị ảnh hưởng do bỏ ra ghi đề ra giúp học sinh vững bước đến trường từ đó có thể là ổn định được việc học tập của các em Tại huyện miền núi Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, có vết nứt kéo dài hàng chục mét đã được phát hiện từ cuối năm ngoái. Và trước tình trạng những ngày gần đây trên địa bàn liên tục có mưa, đề phòng sạt lở có thể xảy ra, chính quyền địa phương huyện Sơn Hà cũng đã vận động và di rời 4 hộ dân với 16 nhân khẩu dưới chân núi Màng Cà Muồng đến nhà người thân ở tạm những ngày mưa lớn. Theo lực lượng chức năng địa phương, trong đợt kiểm tra vừa rồi đã cho thấy những vết nứt núi có dấu hiệu tiếp tục lan rộng với chiều dài khoảng 60m, cao khoảng 30m và cách khu dân cư tầm 50m. Vết nứt này tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Hiện chính quyền địa phương đã di rời lớp học trường mầm non hướng dương đến điểm trường tiểu học Sơn Bao. Đồng thời, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà của tỉnh Quảng Ngãi cũng đã chủ động triển khai một số nội dung theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân huyện. Ủy ban nhân dân xã có mời một số hộ dân đến tuyên truyền vận động bà con di rời đến nơi an toàn và hỗ trợ bà con các nhu yếu phẩm. Cùng trên tinh thần phòng chống ngập lụt do mưa bão, Đài khí tượng Thủy văn Đồng Nai đã cảnh báo mực nước trên sông La Ngà biến đổi chậm và giao động theo điều tiết của hồ chứa Đa Mi, Hàm Thuận, nên đoạn từ Thượng Lưu đến các huyện Tân Phú, Định Quán của tỉnh Đồng Nai cũng đã có khả năng xảy ra lũ và các thiên tai khác đi kèm. Cụ thể, mực nước tại trạm Phú Hiệp sông La Ngà lúc 7 giờ ngày 22 tháng 10 ở mức 104,86m, trên báo động 1 là 0,36m. Vì vậy, cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối các khu vực trũng thấp, ven sông La Ngà, gây ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động giao thông thủy lợi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp. Cùng ngày, công ty thủy điện Trị An thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cũng có thông báo về việc xả lũ qua đập tràn điều tiết hồ chứa đợt 3 với mực nước thượng lưu hồ đạt 61,77 m, tại trạm thủy văn Biên Hòa, hạ lưu sông Đồng Nai đạt 1,73 m. Các cơ quan chức năng và địa phương cũng đã phối hợp thông báo cho người dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra. Còn tại Hà Tĩnh, nhằm ứng phó với mưa lớn trong những ngày gần đây và đảm bảo an toàn cho công trình hồ đập, người dân ở vùng Hạ Du đơn vị quản lý hồ chứa tỉnh này cũng đã xả tràn hồ Bộc Nguyên và hồ Thượng Sông Chí. Từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10, khu vực thủy lợi Nam Hà Tĩnh có mưa vừa và mưa to. Để đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa nước Bộc Nguyên tỉnh Hà Tĩnh đã xả tràn từ 8 giờ ngày 23 tháng 10 với lưu lượng đến từ 5 mét khối mỗi giây đến 120 mét khối mỗi giây. Chính quyền các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh và các xã chịu ảnh hưởng trực tiếp do xả lũ đã khẩn trương thông báo, đôn đốc và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra cùng thời điểm tại hồ chứa nước Thượng Sông Chí cũng đã tiến hành xả qua tràn từ 5 m khối một giây đến 120 m khối mỗi giây. thưa quý vị ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh vừa có báo cáo và đề nghị bộ văn hóa thể thao và du lịch xem xét chấp thuận đối với phương án chi tiết nuôi trồng thủy sản tập trung trên vùng đệm của vịnh hạ long mục tiêu của dự án này là tạo sinh kế ổn định lâu dài cho người dân địa phương để nuôi trồng thủy sản bền vững Vị trí nghiên cứu lập phương án chi tiết nuôi trồng thủy sản tập trung tại khu vực bảo vệ 2 thuộc vùng đệm của di tích quốc gia đặc biệt Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long với quy mô 260 ha được chia thành hai khu vực. Đối tượng nuôi của dự án là nhuyễn thể cá biển và nuôi sen canh một số loài rong biển. Với các lồng bè nuôi thủy sản kết hợp du lịch sẽ được phân làm hai khu, gồm khu nuôi thương phẩm và khu nuôi trình diễn cho khách du lịch theo ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh phương án nuôi trồng thủy sản nằm ở khu vực có vị trí thuận lợi nhưng do nằm sát vùng lõi vịnh hạ long nên địa phương cam kết tuân thủ nghiêm các biện pháp thu gom và xử lý tất cả các loại chất thải nước thải để không ảnh hưởng đến chất lượng nước vịnh hạ long và môi trường xung quanh Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Cà Mau đã ghi nhận 7 ổ dịch bệnh dại trên đàn chó với nguy cơ lây sang người rất cao ở địa bàn của 6 xã thuộc 5 đơn vị cấp huyện. Được biết, khoảng 48% số chó trên các địa bàn này chưa được tiêm phòng. Ổ dịch dại mới nhất được phát hiện ở xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau vào ngày 13 tháng 10. Người dân địa phương đã phát hiện một con chó vô chủ chạy rông ra ngoài đường, cắn nhau với nhiều con chó khác và cắn bị thương 5 người đi đường. Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng người dân đã tiêu diệt con chó. Mẫu xét nghiệm cơ quan chức năng gửi đi cho kết quả dương tính với bệnh dại. Tỉnh Cà Mau có gần 8.500 con chó, gần 52% đã được tiêm phòng. Tỉnh này khuyến cáo người dân nuôi chó cần tiêm phòng đầy đủ và nuôi nhốt đúng quy định. Địa phương đã tăng cường gia quân xử lý chó thả rông, có 32 trường hợp đã bị bắt và xử phạt. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Yên bá thì chúng ta sẽ nhớ ngay đến vẻ đẹp quan sơ bình dị của những thửa ruộng bậc thang được ví như những tuyệt tác nghệ thuật và những số nước nóng, những ngôi làng cổ vật đẹp đến nao lòng đó quý vị. Vâng tuy nhiên mặc dù là có rất là nhiều những cái địa điểm mà mọi người hay lui tới thì chúng ta ngày hôm nay sẽ đến với một địa điểm đặc biệt hơn và đặc biệt là những ai mà đam mê trekking thì ngọn núi Tà Chì Nhù, một trong những 10 ngọn núi cao nhất của nước ta nằm tại huyện Trạm Tấu của tỉnh Yên Bái đấy ạ. Nơi đây được mệnh danh là Đại Dương trên mây bởi vì nổi tiếng với biển mây ở lưng chừng trời với độ cao trung bình khoảng gần 3000 m so với mực nước biển. Tà Chì Nhù luôn là một thử thách lớn đối với những nhà leo núi. Và cái bây giờ chúng tôi mời quý khán giả Hãy cùng đến với chốn bồng lai like tiên cảnh này nha. Theo cách gọi của dân tộc Thái, Ta Chi Nhu còn có tên là Phu Song Sung hay Trung Chua Nhà theo cách gọi của dân tộc Mông. Với độ cao gần 3.000m, Ta Chi Nhu được mệnh danh là Nóc Nhà Yên Bái. Mỗi năm tới độ cuối thu, những bông hoa tím ủ mình nơi đá núi bắt đầu trở mình nở rộ chảy sắc tím cả ngọn đồi. Cả một dãy núi hùng vĩ, hoang vu giờ đây trở nên mềm mại, hiền hòa hơn trong bầu không khí trong trẻo nơi núi rừng du khách sẽ được tận hưởng hương thơm tự nhiên của cỏ cây. Theo kinh nghiệm của những người leo núi, thời điểm lý tưởng để chinh phục Tài Chi Nhù là từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau vì thời tiết sẽ mát mẻ, ít mưa, trời xe xe lạnh và có nhiều cơ hội ngắm nhìn biển mây bao phủ. Đường đi đến Tài Chi Nhù không quá xa, chỉ tầm khoảng 30 km tính từ thị xã Nghĩa Lộ. Thưa quý vị, Ta Chi Nhu quả là một ngọn núi tuyệt đẹp và hoang sơ phải không ạ? Không xô so bồ như những địa điểm du lịch khác, nơi đây rất phù hợp cho một chuyến dã ngoại để rèn luyện bản thân để có thể ngắm cảnh núi mây vào cuối tuần. Và để có thể săn được mây vào đúng lúc thì nhiều du khách thường lựa chọn đi vào buổi tối để nơi tầm giữa vào buổi đêm, sau đó thì sẽ nghỉ chân ngay tại trạm tấu để sáng ngày hôm sau có thể kịp leo núi nha.